Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sài Gòn Hôm Nay. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một ngôi chợ độc đáo ở Cần Thơ, đó chính là chợ nổi Cái Răng. Cùng theo chân mình nhé. Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi đầu mối chuyên mua bán rau củ trên sông Cần Thơ và là điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Năm 2016, chợ nổi Cái Răng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhắc đến chợ nổi Cái Răng, đây là loại hình chợ độc đáo và đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long mà không nơi nào trên đất nước Việt Nam có được. Và đây cũng là khu chợ tiêu biểu, sầm uất, nổi tiếng nhất cho nét văn hóa sông nước miền Tây. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ sẽ mang đến cho bạn và du khách những trải nghiệm có 102, như chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ của chợ nổi lúc bình minh, ngồi lênh đênh trên thuyền, hòa mình vào không khí buôn bán tấp nập sáng sớm và thưởng thức tô bún riêu ngay trên ghe thuyền thì thật là vô cùng tuyệt vời, phải không nào? Trước kia, chợ nổi đã từng trở thành nơi thu mua lúa gạo lớn nhất miền Tây của người Hoa Kiều. Với những ai yêu thích khám phá, muốn tìm hiểu về văn hóa miền sông nước Nam Bộ thì chợ nổi Cái Răng Cần Thơ chính là điểm đến lý tưởng nhất. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ nằm trên sông Cần Thơ, ở tại số 46 đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khác hoàn toàn với chợ trên đất liền, chợ nổi Cái Răng Cần Thơ và các chợ nổi khác của các tỉnh miền Tây đều họp từ rất sớm, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng là thời gian thích hợp để đi chợ nổi Cái Răng Cần Thơ. Bởi lúc này các ghe xuồng đã bắt đầu đua nhau cập chợ. Đến chợ lúc này, bạn và du khách không những sẽ được hòa mình vào không khí sôi nổi, tấp nập kẻ mua người bán, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh chợ nổi tuyệt đẹp khi bình minh ló dạng nữa đấy. Đến trung tâm chợ tầm khoảng 6 giờ sáng, lúc này bạn có thể ăn sáng ngay trên ghe thuyền là vừa đẹp. Vì là chợ đầu mối nên hàng hóa tập trung ở đây với số lượng tương đối lớn. Mỗi mặt hàng đã được phân loại cho đồng đều về chất lượng, kích cỡ. Phương tiện di chuyển và chuyến chở hàng hóa chủ yếu là ghe bầu. Được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chợ, bạn và du khách có thể quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của nhiều gia đình thương hộ với nhiều thế hệ chung sống trên ghe. Mỗi chiếc ghe là một căn nhà trên sông nước với những chậu hoa kiểng, các loài vật nuôi, các tiện nghi đầy đủ như tivi màu, đầu đĩa, giản âm thanh, có cả xe gắn máy đậu trên ghe. Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm tham quan đặc sắc nhất ở Cần Thơ, có thể xem chợ nổi là bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng sông nước, thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Hầu như mọi người đến Cần Thơ đều có một điểm chung là đến chợ nổi Cái Răng để trải nghiệm. Khám phá chợ nổi Cái Răng nổi tiếng và trải nghiệm hòa mình vào đời sống của người dân miền Tây sông nước chắc chắn sẽ để lại trong bạn nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Cần Thơ. Hòa
khoác lên mình nét đặc trưng của miền Tây sông nước. Chợ nổi Cái Răng chính là điểm hấp dẫn không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn là điểm tham quan quen thuộc trong lịch trình khám phá Cần Thơ của nhiều đôi chân đam mê khám phá. Được hình thành từ đầu thế kỷ 20, chợ nổi Cái Răng là nơi người dân miền Tây đến đây trao đổi, mua bán hàng hóa, đặc biệt là các đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi Cái Răng nằm ngay ngã ba sông, nhánh sông Hậu và sông Cái Răng. Bởi vì tọa lạc ở vị trí đắc địa, vùng nước nông chứ không sâu nên tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu. Dần dần, tàu thuyền đến đây neo đậu ngày càng nhiều và trở thành một phiên chợ nổi vô cùng náo nhiệt. Thời điểm thích hợp để bạn đến với chợ nổi Cái Răng Cần Thơ khám phá là từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Vì lúc này trời nắng ráo, ít mưa nên dễ dàng tham quan phiên chợ. Đây cũng là lúc hoa quả vào mùa thu hoạch nên bạn có thể thỏa thích mua hoa trái đặc sản miền Tây trên chợ nổi. Vào tháng 5 đến tháng 12, Cần Thơ vào mùa mưa nên các hoạt động buôn bán trên chợ đôi khi phải tạm ngừng. Với sự đa dạng về mặt hàng hóa, việc buôn bán trên sông Cần Thơ từng gặp nhiều khó khăn khi chợ không có gian hàng khá rộng. Tiếng máy, tiếng người hòa lẫn vào nhau, làm lấn át tiếng giao. Chính vì thế, phương thức bốn treo xuất hiện nhằm giúp cho người bán lẫn người mua dễ dàng nhận biết được ghe xuồng gần đó đang buôn bán gì. Trong đó, bốn treo có nghĩa là treo gì bán nấy, chủ ghe buôn bán gì thì treo thứ đó lên cây bẹo, còn gọi là cây nêu, để ghe xuồng đối diện có thể dễ dàng nhận biết được mặt hàng. Treo mà không bán, đó chính là quần áo của các hộ gia đình sinh sống ngay trên ghe thuyền. Không treo mà bán, đây chính là những chiếc ghe phục vụ ẩm thực trên sông cho người như bún, hủ tiếu, cà phê, vân vân. Treo cái này nhưng lại bán cái khác. Khi chủ ghe muốn bán đi chiếc ghe của họ thì sẽ treo một tấm lá lợp nhà lên cây bẹo. Đến với chợ nổi Cái Răng, bạn và du khách sẽ được thỏa thích tham quan, khám phá vẻ đẹp độc đáo của phiên chợ này. Sự nhộn nhịp vui tươi của bầu không khí nơi đây đem đến cho bạn những giây phút vui chơi, thư giãn tuyệt vời. Không chỉ vậy, người dân nơi đây cực kỳ thân thiện, nên khi mua hàng hoặc ăn uống trên ghe, bạn có thể lắng nghe họ kể về dăm ba câu chuyện đời thường của người dân miền Tây sông nước. Phiên chợ lúc nào cũng nhộn nhịp, đông vui, tạo điểm nhấn cho bức tranh làng quê miền Tây sông nước. Có thể nói rằng, chợ nổi Cái Răng chính là nét đặc sắc trong văn hóa bản địa của người dân miền Tây, yên bình, mộc mạc và phản phất vẻ đẹp giản dị vốn có. Những phiên chợ nổi đem đến cho những ai tới Cần Thơ một trải nghiệm đầy chân thật. Đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho mọi người đi trốn cuộc sống ồn ào, đầy khói bụi của thành phố. Mỗi một chiếc ghe sẽ bán một món hàng khác nhau, từ hoa quả ngon lành tươi rói của miền Tây tới những đồ gia dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Sức hút của chợ nổi Cái Răng đối với khách thập phương chính là sự tươi ngon của hàng hóa mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Không chỉ giữ gìn được nét đẹp văn hóa của vùng sông nước, ngày nay chợ nổi như một điểm du lịch hấp dẫn mà du khách
đặc biệt là du khách nước ngoài rất thích khám phá và trải nghiệm. Trước khung cảnh trời nước mênh mông, du khách dường như thấy tâm hồn mình rộng mở và khoáng đạt hơn, cảm nhận được sự khác biệt của cuộc sống nơi đây, thấy được sự chân thành, giản dị và hiếu khách đến lạ của những con người nơi đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.